Hi, xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. Chúng ta có một tuần rất là thành công với những cái stock mà mọi người đang nắm giữ chung với mình ở trên cái portfolio Robinhood này. Không biết là mọi người có còn theo dõi hay là không, nhưng mà phần lớn những cái stock mình nắm giữ trong tuần vừa rồi vẫn lên rất là nhiều, đặc biệt là những cái stock mà tâm đắc trong cái portfolio này. Ví dụ như là Nvidia, Tesla, Palantir hay là SoFi vẫn tiếp tục lên rất là mạnh, cho dù là cái stock market tuần vừa rồi S&P 500 rớt khoảng hơn 1%. Cái quỹ Nasdaq có nhiều stock về tech nha mọi người cũng rớt khoảng 0.5%. Nhưng mà cái portfolio của mình thì vẫn lên nha mọi người. Tuần vừa rồi lên được khoảng 0.4 gần 0.5% nhờ cái sức kéo rất mạnh của cái stock Tesla nha mọi người. Thì các bạn biết là công ty Tesla này ra báo cáo tài chính, tuy là nó chỉ beat được cái EPS, còn nó miss cái revenue, cái doanh thu, nhưng mà stock của nó vẫn lên rất là mạnh nha mọi người. Chỉ riêng một tuần vừa qua thì stock của Tesla đã lên được khoảng hơn 21%. Trong vòng một ngày thôi mọi người, nó đã lên hơn 20%. Và ngày hôm qua, ngày thứ sáu vừa rồi, stock của nó cũng tiếp tục lên thêm khoảng 2-3% nữa nha mọi người. Giá của nó hiện tại vào thời điểm này đã là 267 đồng, và mình hy vọng mọi người vẫn giữ stock của Tesla nha mọi người. Tại vì các bạn biết là trong thời gian qua, khoảng hơn nửa năm qua, stock này nó lên xuống rất là nhiều, nó như là sóng với mọi người. Đi lên rồi đi xuống, đi lên đi xuống, 260 mấy, 200, gần 270 tuần, rớt xuống khoảng gần 200 đồng, bây giờ lên lại. Cho nên là trong thời gian qua, nếu mà anh nào yếu tay thì có thể là đã bán stock của Tesla rồi. Hy vọng là mọi người vẫn đang giữ nó nha mọi người. Và không chỉ là stock của Tesla trong tuần vừa qua, stock của Palantir cũng lên mạnh khoảng hơn 4% trong tuần vừa rồi. Stock Palantir này trong khoảng hơn một tháng vừa qua nó tiếp tục beat cái record high, lên lại cái điểm cao nhất của nó, mức kỷ lục mới. Nguyên cả 2-3 tháng vừa rồi luôn mọi người, lên cái mức giá là 44 đồng, gần 45 đồng vào thời điểm này rồi mọi người. Các bạn nhớ này, vừa rồi mình bán cover call của Stock Palantir này bị mất 100 share tại vì không có thời gian để mà roll. Ham dũ nè mọi người, không có thời gian để mà roll thì bị mất 100 share, nhưng mình mua lại liền, mức giá là 38-39 đồng, nhưng mà đến thời điểm này cũng lời lại 12%. Nó vẫn lên lại cái điểm cao nhất của nó mọi người, rất là kinh khủng. Và stock của Nvidia cũng như vậy, trong một tuần vừa rồi nó vẫn tiếp tục lên thêm, và hiện tại vào thời điểm này thì nó cũng đang ở gần đến cái điểm record high của nó nha mọi người, lên được khoảng hơn 1% trong tuần vừa rồi. Cuối cùng là stock của SoFi, đây là những cái stock kéo cái portfolio này mạnh nhất trong tuần vừa rồi nha mọi người. SoFi trong tuần vừa rồi cũng lên được khoảng hơn 7%, bây giờ giá của nó đã là 11 đồng rồi nha mọi người. Và hiện tại vào thời điểm này mình vẫn đang nắm giữ là hơn 300 share của SoFi. Trong thời gian vừa qua thì không có bán cover call nha mọi người. Mình tính là bán ra nhưng mà quyết định là không bán, tại vì thời điểm này cái market nó lên xuống quá nhiều, khả năng những cái option mà các bạn bán ra rất dễ bị execute, cho nên là mình không có bán option vào thời điểm này. Tại vì tuần tới đây chúng ta có rất nhiều công ty lớn ra báo cáo tài chính và mình sẽ đưa ra cho mọi người xem luôn. Thêm nữa đó là chỉ trong vòng khoảng 2 tuần thôi, 2 tuần thì chúng ta sẽ có cái kết quả của cái đợt bầu cử tổng thống Mỹ này xảy ra, thì chúng ta sẽ biết được ai là người trở thành tổng thống của nước Mỹ trong thời gian tới đây. Cho nên là cái market sẽ biến động thêm rất là nhiều nữa. Đó chính là lý do tại sao mình cũng không có dám mua bán quá nhiều vào thời điểm này. Thì các bạn cũng biết là mình bỏ vào khoảng là 7-8 ngàn trong cái portfolio vào thời điểm này, nhưng mình không có mua bất kỳ một cái stock nào. Tuần vừa rồi chỉ có 2 xe của stock McDonald's, tại vì stock của nó bị rớt mạnh sau khi cái báo cáo nó đưa ra, còn thực sự là không có đụng vào bất kỳ một cái stock nào, vẫn giữ cái số tiền này nha mọi người. Và cái số tiền mà khoảng hơn 7.000 này ở trong cái portfolio, ở trong cái bài power, có nghĩa tiền cash mình đang giữ trong cái account Robinhood này, nó vẫn sẽ kiếm cho mình là khoảng 4.5% cái lợi nhuận, cái tiền interest của Robinhood nó trả ra cho mình hàng năm nha mọi người. Mỗi tháng thì nó sẽ trả ra một lần, thì có nghĩa là cái phần tiền lời là 4.5% một năm, rồi nó accumulate, nó tính ra là một tháng mình lời được bao nhiêu thì nó sẽ trả ra cho mọi người. Cho nên là cho dù mình không có mua bất kỳ một cái stock nào vào thời điểm này với cái số tiền cash còn dư này, thì mình vẫn nhận được cái phần tiền lời từ cái việc là Robert nó trả cái interest từ cái số tiền khá chúng ta giữ ở trong này. Và đó là một cái lợi thế khi mà nói đến Robinhood, nó cũng rất là thuận tiện để cho người dùng có thể sử dụng. Và mình nghĩ là đây là một trong những cái app mà nó dễ dàng nhất cho những người chưa biết gì nhiều về đầu tư vào trong stock, chúng ta có thể bắt đầu từ đây.
cũng có một cái link ở dưới cái video này. Thì nếu bạn nào chưa có thể là click vào link này và tiếp tục đầu tư với mình nha mọi người. 4.5% trừ cái số tiền nhàn rỗi với cái độ rủi ro có thể nói gần như là bằng không nha mọi người. Thì mình nghĩ đây là một cái deal có thể nói rất rất là tốt. Tại vì thực sự nếu mà chúng ta giữ tiền ở trong nhà băng thì cũng không kiếm được đồng nào. Bỏ 100 ngàn thì hy vọng là một năm nó trả cho mình là được khoảng là mười mấy 20 đồng là nhiều rồi mọi người. Còn với cái app Robinhood này thì tiền khá xuống là để ông này không có mua stock, nó vẫn trả tiền lời ra cho chúng ta. Đây là một cái lợi thế lớn. Nhưng mà mình sẽ đi vào những cái stock sẽ ra báo cáo tài chính trong tuần tới đây nha mọi người. Một trong những cái tuần có thể nói là busy nhất của stock market với những công ty tập đoàn lớn ra báo cáo tài chính. Và mình sẽ nhấn mạnh vào những cái công ty mà mình đang nắm giữ ở trong cái bộ folio này nha mọi người. Những công ty sẽ ra báo cáo tài chính vào tuần tới đây. Đầu tiên là vào ngày thứ hai chúng ta có một công ty lớn ra báo cáo tài chính mà mình đang nắm giữ trong cái portfolio này. Đây là một công ty mình vừa mới mua vào thôi mọi người, cách đây khoảng 1-2 tuần thôi, với cái mức giá là khoảng hơn 10 đồng một share. Đó chính là Ford. Và hiện tại vào thời điểm này thì mình cũng đã lời với stock của Ford. Tuy là không có bao nhiêu nhưng mà vẫn nằm ở màu xanh mọi người, hơn 2% vào thời điểm này. Tiếp theo đó chính là stock của SoFi, một stock mình vừa mới nói đến. Mình nghĩ đây là một quý, một cái quarter rất là quan trọng của SoFi, và nếu nó vượt qua được những cái dự kiến mà Wall Street đặt ra thì mình nghĩ là stock này có thể lên thêm rất là nhiều. Và hy vọng là từ bây giờ cho đến cuối năm sau 2025 thì stock này có thể vượt qua cái mức giá là 30 đồng một share và vượt qua cái điểm cao nhất của nó nhờ vào những cái lợi thế về tiền lời cắt giảm trong năm tới đây 2025 nha mọi người. Stock của McDonald's cũng sẽ ra báo cáo vào sáng ngày thứ ba. Thêm nữa đó là vào chiều ngày thứ ba chúng ta sẽ nhận được báo cáo của công ty Alphabet, Google cũng như là công ty Visa, một công ty mà mình đang nắm giữ vào thời điểm này. Các bạn biết là thời gian vừa qua mình đã mua rất nhiều stock của Google vào trong vòng 3 tháng vừa qua thì mình mua liên tục, tại vì đây là một trong những cái stock mà không có lên bao nhiêu. Những công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất ở trong stock market như là Apple hay là Microsoft, Amazon. Tiếp theo nữa đó là vào ngày thứ tư chúng ta có 3 công ty lớn ra báo cáo tài chính mà mình đang nắm giữ ở trong cái portfolio này. Đầu tiên đó là Microsoft vào buổi chiều ngày thứ tư, Meta có nghĩa là Facebook cũng ra báo cáo ngay sau đó, và công ty Starbucks cũng sẽ ra báo cáo vào chiều ngày thứ tư luôn. Cho nên có thể nói là chiều ngày thứ tư thì các bạn nhìn vào cái portfolio của mình có thể là sẽ nhảy tưng tưng như vậy nha mọi người. Tiếp theo đó là vào ngày thứ năm thì Amazon, Apple và Intel sẽ ra báo cáo tài chính nha mọi người. Toàn là những công ty, toàn là những cái tập đoàn có thể nói là hô mưa gọi gió ở trong cái stock market vào thời điểm này. Cuối cùng vào ngày thứ 6 thì chúng ta sẽ nhận được kết quả của một công ty cũng là vừa mới mua thêm trong vòng khoảng 1-2 tháng vừa qua. Đó chính là Chevron, một công ty về sản xuất, khai thác dầu mỏ, dầu khí nha mọi người. Thì các bạn có thể thấy là một trong những tuần mà có nhiều công ty mà đứng đầu ở trong nền kinh tế của Mỹ này ra báo cáo tài chính, cho nên là tuần tới đây là một tuần cực kỳ quan trọng nha mọi người, cực kỳ quan trọng. Đó là chưa nói đến những cái ảnh hưởng của election trong thời gian tới đây nữa nha mọi người. Cho nên là vào thời điểm này mình cảm giác là chúng ta cần phải giữ một ít tiền khá, nếu mà in case nha mọi người, stock mà có vấn đề gì thì chúng ta có thể là dùng cái số tiền đó và triển khai mua lại những cái stock mà chúng ta cực kỳ yêu thích. Cho nên là trong tuần tới đây mình sẽ cố gắng update một cách nhanh chóng nhất những cái tin tức mà mình biết, cũng như là những cái thay đổi chiến thuật của mình với cái portfolio của mình trên Robinhood. Mua cái gì bán cái gì mình sẽ báo cho mọi người biết nhanh ở trên Facebook cũng như là trên YouTube này nha mọi người. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.